Bữa nay câu lạc bộ Lan Anh có tổ chức giải quần vợt đẳng cấp quốc tế, còn Teun đang đưa hai bé rái cá đi bơi làm quen với nước. Công nhận khách khứa đông thiệt, điều này không biết hồ bơi thế nào. Ôi trời ơi, hồ bơi náo nhiệt quá. Thôi chúng ta hãy đi tham quan giải quần vợt một tí nha, rồi mình bơi sau. Giải quần vợt do Bia Sài Gòn tài trợ quá đỉnh, toàn người nước ngoài đến tham dự. Không còn chỗ cho mấy bé rái cá chơi luôn rồi đó. Hay mình ra hồ cá chơi nhé các con. Con không chịu đâu nha người cá Teun. Con không muốn chơi với cá đâu. Con cũng vậy nữa. Con muốn xem quần vợt không? À, tụi con chưa mở mắt mà xem cái gì. Chỉ có thể chơi với nước thôi. Dạ đúng rồi. Nước hồ cá thì tăng trình nè. Sao con chơi được? Còn con chỉ cần nghe tiếng trái banh bay qua bay lại là vui rồi. Con thích banh mà. Ok, vậy thì chiều ý hai con nha. Rồi, được chưa nè, công chúa rái cá Á Âu và hoàng tử rái cá Phúc Bé ơi. Ngồi chỗ này là âm thanh sống động rõ nét nhất rồi đó nha. Dạ, cảm ơn người cá Teun. Vậy là chúng ta đã xem quá nhiều rồi đó. Trời tối luôn rồi, đi về nhà ngủ nha mấy con. Ủa sao vậy? Nãy giờ tụi con ngủ rồi mà. Tụi con nói muốn nghe tiếng trái banh bay mà ngủ kỳ vậy. Dạ, tại nghe phê quá, ngủ luôn cho khỏe. Sao đỡ quá vậy người cá Teun ơi. Cảm ơn đã giúp tụi con lắng nghe được nhiều âm thanh trong thế giới con người. À, Teun muốn cho các con lắng nghe thật nhiều trước khi mở mắt để các con có nhiều kinh nghiệm sống hơn.